dao gì như này, đâu có dao gì vậy, đâu lực đó, cho đứt lực thôi, đâu lực đó. Chắc là bốn lấy mà cái cơi cuối là còn 2/3, ông kêu hết cơ đủ 4 điểm mới lấy. Thì chơi đâu được. Bộ ra clip là chắc hai cái chỉ không được không chơi. Hai chỉ thì 10 điểm nữa. Quýnh năm phải chọn vào quýnh gàng. Đó, chơi vui. Hai cái chỉ thì 10 điểm được quý. Quá. Kèo này cứ tao ngặt lắm á. Mà đợi anh cháu có đã nói rồi thì qua nó được. Chắc chắc hai trẻ. Rồi không được. 3 cái 6 luôn. Còn lại vào. Nhưng mà con hai quýnh hai điểm giảng à. Lớp còn hai luôn. Rồi gì nữa. Đó, trầm tài đó, hên xui đó, mười vé chơi. Mày tao mày cá tao không được. Chứ nó thiệt kiếm này với 50 vé, tao uống cái này để nó một mười vé. Sao cắp cho được ăn? Không cái đâu, mày cá tao có đường quá. Đâu tới một tay cái đó rồi đó, rồi thêm hai cái đường tay không? Giờ chắc còn tay không tao chơi lại quấy. Hay nữa. Cái kèo ra trời đâu uống trời. Đó, kè kè đó chú luôn. Còn thứ 6 là nhập để cho mình. 6 kèo đó. Đó giờ thôi suy nghĩ kỹ đi, thích kèo nào cũng chơi kèo đó à. Mày dễ dò chơi. Mà cái kèo tao xếp thích rồi không chơi. Kèo nào, kèo bao ổn đấy hả? Ừ. Bà có lấy không? Kìa bữa chắc đây con thầy cũng có hiệu số 2. Trời ơi, không ạ, ý con nói cho bữa chắc luôn đó, con thêm số 2 luôn đó. Bà ổn lấy đó, cầu bữa chắc luôn đó, con không cần chắc, đúng không? Con thầy số 2 đó. Cái giò lên bàn luôn. Vô đó đây, ai chơi giò này ta? Cái giò số 2 cái đó, ta không chắc được số 2, số 2 là đúng chết đâu. Cái giò là đúng quốc bên kia chứ lại thực tế. Người ta chắc đâu, chắc đó, để giò lên bàn luôn. Có nè, vừa có. Rồi hôm nay chắc vừa đó nè. Như là bạn. Đó hộp con cua rồi đã tử bảo rồi cho mai cho. Rồi nó có chơi mình. Đó. Gọi ra là đúng là không có lòn tay nằm hộp con cua hay đó. Tử bảo rồi cho mai cho. Thì biết là biết cứ ngắt sao vô kéo. Tại cái món giò này hồi tôi đưa cái giò hồi nếu mà da bỏng nó đứt chết giò luôn. Thở đeo mà bộ lấy nè. Mình quý chắc được. Tám đời đa cũng như quýnh hạ. Mới là cái xì mà nó lỏm gì giờ thua lại là vừa còn gì nữa đâu. Mới đang ngoài ngoại thì mới mua cái xì bữa nay ăn lại rau mới là hai phải. Cái gì vậy? Có ăn mua chứ đâu làm ngoại vậy. Mua cứ ra vậy mà. Tôi vô hai cái dắt tôi còn nói. Chơi nó như mùi nhữ tình cơ. Okay.
đi nó ngã trên kia. Ngã mình chịu.